Đến trường, ngoài nỗi lo về bạo lực thì an toàn thực phẩm lại là một nỗi lo khác đối với các học sinh. Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về vụ việc phát hiện gần 100 kg thịt cá hôi thối được công ty Phú Nhật Hào giao cho trường tiểu học Long Bình ở xã Long Nguyên, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện trường này đã bị đình chỉ việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Thế nhưng, nhiều người vẫn đặt câu hỏi rằng, trong suốt 3 năm trường này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với công ty Phú Nhật Hào, thì học sinh được ăn gì trong các bữa ăn bán trú? Đây là clip ghi lại những hình ảnh về xe chở thực phẩm bẩn được chuyển vào bếp ăn của trường tiểu học Long Bình, tỉnh Bình Dương hồi 16 giờ ngày 5 tháng 3 thì bị phụ huynh đến đón con phát hiện bốc mùi hôi nên đã ngăn chặn hành vi này và yêu cầu các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý. Nhưng nỗi bức xúc và lo lắng của phụ huynh trước sự việc thực phẩm bẩn đưa vào trường học bị phát hiện thì chưa khi nào nguôi. Bữa đó là chiều đúng 5 giờ ngày 5 tháng 3 đó là đi rước con là chứng kiến là thấy là một gỗ cá điêu hồng trên xe tải là xình hết. Sợ cho con mình ăn cái vấn đề lắm. Chứ ai mà đi ăn như vậy được đâu. Mình nên mình nhìn thấy là còn sợ chứ ngồi học sinh mà ăn như vậy thì ai dám ăn. Phụ huynh thì lo lắng. Còn học sinh đang có rất nhiều cách để trải qua giờ ăn và nghỉ trưa. Sau giờ học buổi sáng, em nào may mắn sẽ được bố mẹ đón về sớm để ăn và nghỉ trưa tại nhà trước khi quay trở lại trường để học buổi chiều. Ít may mắn hơn, một số em phải chờ đợi trong nắng nóng và mệt mỏi. Phụ huynh nào ở xa thì có thể phải chuẩn bị bữa ăn tại nhà và mang đến trường như thế này. Không có bữa ăn bán trú tại trường, dịch vụ trông trẻ giờ trưa tự phát cũng nở rộ ở ngay gần trường học. Thì bây giờ sáng đưa con đi, 10 giờ rước con về, mà 11 giờ 45 rước con về, không có cho con ăn đây luôn. Trong khi hỏi chị chứ bây giờ đi làm ca ba, hai vợ chồng thay phiên nhau đưa. Hai cái đứa nhỏ này nè, là nó rước tầm đó, 1 giờ đưa đi, 4 giờ rước về, còn bé lớn này bên cấp 2 đó, 3 giờ vào học, 4 rưỡi lại rước về, một ngày thành ra em thành 6 lối lận. Tại vì công ty thì mình làm khoảng tầm 11 rưỡi thì cứ nghĩ mình phải sắp xếp về đón, đến khoảng tầm 12 rưỡi là phải đem đến đây như nào. Vậy là đồng nghĩa việc con anh không được ngủ trưa? Không, thì bây giờ mới biết làm sao. Mấy nay nhà trường không nấu ăn trưa cho con thì các con có được ngủ trưa không? Dạ không. Như thế thì buổi chiều học có mệt không? Dạ không. Không tổ chức bữa ăn bán trú không phải là cách hay để giải quyết câu chuyện thực phẩm bẩn. Nhưng bữa ăn bán trú vẫn còn là nỗi bất an nếu vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không được đề cao đúng mức. Hàng năm, cả nước có hàng trăm vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học. Điều này khiến không chỉ sức khỏe các em học sinh bị ảnh hưởng, mà còn kéo theo việc học kiến thức của các em cũng bị đình trệ ít nhiều. Đó là chưa kể đến những biến cố khác của các trường liên quan đến vấn đề sức khỏe như mắc bệnh truyền nhiễm do thiếu vệ sinh thường xuyên trường học. Đơn cử như tại thành phố Hồ Chí Minh, hồi tháng 10 năm ngoái, gần 150 học sinh trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã phải nghỉ học đồng loạt. Đa số các em có chung những triệu chứng như sốt, mệt mỏi và đau bụng, thậm chí là tiêu chảy kéo dài suốt vài ngày.